Tiếp theo là phần tin hoạt động của Hội Người Mù huyện Mỹ Đức. Cựu học sinh trường chuyên cấp 2 Mỹ Đức thăm và tặng quà nhân ái cho Hội Người Mù. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Hội Người Mù huyện Mỹ Đức đã tổ chức đón thầy và trò trường chuyên cấp 2 Mỹ Đức về thăm và tặng quà nhân ái cho tổ chức hội. Được biết, đây là lần tựu trường của các thầy cô giáo và các cựu học sinh đã từng tham gia giảng dạy và học tập tại trường chuyên cấp 2 Mỹ Đức trước đây về thăm lại địa chỉ trường xưa và có một số hoạt động như thăm lại các di tích lịch sử, báo công với bác tại nhà lưu niệm Bắc Hồ Thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, địa bàn có tổ chức hội người mù đang đóng. Chị Đinh Thị Minh Luyến đã phát biểu cảm ơn và chia sẻ một số hoạt động của hội người mù Mỹ Đức mong muốn được các anh chị cựu học sinh trường chuyên cấp 2 Mỹ Đức tiếp tục quan tâm đối với tổ chức hội sau này. Các thành viên trong đoàn có những ý kiến động viên, chia sẻ với tình cảm chân thành nồng ấm, làm cho buổi gặp gỡ thật vui vẻ, cảm động và ý nghĩa. Nguyễn Ngọc Nhuận Tin hoạt động của Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2020, Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua hai vượt bốn rèn năm phấn đấu năm 2020, đồng thời kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Quyết Tật mùng 3 tháng 12. Đến dự có ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người Mù thành phố Hà Nội, bà Văn Thúy Hoa, Ủy viên Thường vụ quận ủy Bắc Từ Liêm, bà Chu Thị Thu Hà, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể trong quận, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị trong cụm thi đua và 70 hội viên của quận hội. Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của hội, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu Hoàn thành các mục tiêu chương trình công tác đề ra và trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao trình độ dân trí, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho hội viên được hội triển khai thường xuyên phù hợp với tính đặc thù của hội, của địa phương và trong điều kiện dịch bệnh. Hội vẫn duy trì các mặt hàng truyền thống và đã tiêu thụ được trên 60.000 gói tăm, 1.400 chiếc chổi đó. Hiện nay, hội có 7 cơ sở tẩm quất do hội viên tự đứng ra mở với thu nhập khoảng 3 triệu đồng trên người trên tháng. Mặc dù thu nhập còn thấp, nhưng người khiếm thị có việc làm, có thu nhập từng bước ổn định cuộc sống là mục tiêu phấn đấu của hội. Để hạn chế phụ thuộc vào gia đình, xã hội cũng như bình đẳng vươn lên hòa nhập vào cộng đồng. Công tác tuyên truyền văn hóa phổ biến kiến thức vẫn được quận hội duy trì đều đặn như tuyên truyền các văn bản liên quan đến dịch bệnh Covid-19, luật người khuyết tật nhằm mục đích vận động hội viên thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của địa phương nơi cư trú. Quận hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng với nhiều nội dung phong phú như tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình hình thời sự trong nước và thế giới, cho 348 lượt cán bộ hội viên, góp phần nâng cao trình độ dân trí cho hội viên. Cùng với đó, hội đã mở 4 lớp dạy chữ nổi, dạy nghề, vi tính và hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, giúp hội viên kịp thời tiếp cận với sự phát triển của công nghệ. Bên cạnh đó, quận hội còn luôn quan tâm đến các nhóm đối tượng như hội viên cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, hội viên trẻ và đã có những hoạt động dành riêng cho họ như gặp mặt, tọa đàm, chơi trò chơi. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ hội viên, trong năm 2020, hội người mù quận đã được Ủy ban nhân dân quận tặng 5 giấy khen cho chi hội và 6 giấy khen cho cá nhân trong khuôn khổ chương trình bà Chu Thị Thu Hà, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, cũng đã thay mặt Ủy ban Nhân dân quận trao tặng phần quà động viên cho hội và 15 xuất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi xuất quà là 500.000 đồng. Hội cũng đã vận động quyên góp được 50 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng tặng cho hội viên. Qua đây, Hội Người Mù Thành phố Hà Nội trao tặng cho hội 40 bộ sách chữ nổi sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Người đưa tin Nguyễn Thu Trang Cũng vào chiều cùng ngày, tại trụ sở của quận hội Nam Tử Liêm, hội đã long trọng tổ chức hội nghị kỷ niệm 38 năm Ngày Quốc tế Người khuyết Tật mùng 3 tháng 12 năm 1982, mùng 3 tháng 12 năm 2020 và phối hợp tổ chức tuyên truyền trợ giúp pháp lý về một số thay đổi mới trong luật hộ tịch. Luật lao động, luật bảo hiểm y tế và thông tư 01 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực từ năm 2019, kết hợp trao quà nhân ngày quốc tế người khuyết tật cho những hội viên khó khăn trong hội. Tham dự có ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù thành phố Hà Nội, ông Trương Công Đình, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4 là báo cáo viên chính cho hội nghị cùng đoàn luật sư và tập thể 65 cán bộ hội viên đại diện cho 10 chi hội trong toàn quận. Mở đầu chương trình là một số tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề sinh tươi Việt Nam do các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ ước mơ của quận hội biểu diễn. Tiếp đó, các cán bộ hội viên trong quận đã được luật sư công đỉnh tận tình phổ biến và giải thích tường tận để các thành viên tham dự hội nghị nắm được những thay đổi mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và cuộc sống của mỗi cán bộ, hội viên. Cũng như trong chương trình này, quận hội đã trao 65 xuất quà cho hội viên khó khăn, trong đó có 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng do mặt trận tổ quốc trao và 10 xuất quà, mỗi xuất có giá trị 300.000 đồng do Phòng Lao động Thương binh Xã hội trao tặng. Lê Thanh Hà Tin hoạt động của đơn vị Thanh Xuân ra mắt câu lạc bộ kịch của người khiếm thị. Chất gia vị mới trong hoạt động của hội người mù quận Thanh Xuân. Sáng ngày 25 tháng 11, hội người mù quận Thanh Xuân đã chính thức ra mắt câu lạc bộ kịch Thanh Xuân với 10 thành viên đều là người khiếm thị đang sinh hoạt tại tổ chức hội. Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội người mù quận Thanh Xuân cho biết, sau sự thành công của các tiểu phẩm được các cán bộ hội viên trình diễn trong hội nghị truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình diễn ra ngày mùng 6 tháng 11 vừa qua, chúng tôi nhận thấy người khiếm thị thanh xuân có một năng khiếu khá đặc biệt, họ hoàn toàn có khả năng diễn kịch, cả về hài kịch và chính kịch. Việc thành lập câu lạc bộ kịch thanh xuân ngày hôm nay đánh dấu sự sáng tạo, đổi mới của các cán bộ, hội viên trong công tác hoạt động hội câu lạc bộ kịch thanh xuân sẽ sinh hoạt theo một chủ đề nhất định và bám sát với hoạt động của tổ chức hội hàng tháng các thành viên sẽ trực tiếp xây dựng kịch bản giàn dựng sân khấu phù hợp với người kiếm thị nội dung các tiểu phẩm xoay quanh công việc học tập lao động và cuộc sống trong gia đình những lời thoại sẽ được diễn viên phát triển mang tính hài hước tích cực và vui vẻ phó chủ tịch hội trần minh quân chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ đây là chất gia vị mới trong hoạt động của hội người mù quận thanh xuân góp phần không nhỏ nâng cao đời sống tinh thần cho các cán bộ hội viên đồng thời các hội viên tham gia vào câu lạc bộ sẽ có thêm sự tự tin mạnh dạn hơn khi đứng trước đám đông cũng theo ông trần minh quân để khắc phục điểm hạn chế của người kiếm thị trong việc kiểm soát sân khấu thì khi xây dựng kịch bản chúng tôi nghiêng về chất lượng lời thoại và sự diễn xuất hướng tới một cách tự nhiên nhất diễn mà như không diễn chị nguyễn hương giang một hội viên gia nhập hội đã nhiều năm nay nhưng tâm lý còn khá rụt rè khi đứng trước đám đông nhưng sau lần diễn xuất đầu tiên thì chị dường như đã thoát ra khỏi sự e ngại chị giang bày tỏ trước đây nói chuyện với một người tôi đã cảm thấy dè dặt chưa nói là lên sân khấu trước nhiều người. Tuy nhiên, được sự động viên của các anh chị trong ban chấp hành tham gia vào câu lạc bộ kịch, tôi mới phát hiện thêm một mặt mạnh của mình, đó là diễn kịch. Hy vọng những tiểu phẩm của chúng tôi sẽ được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Còn đối với ông Nguyễn Thế Vang, 79 tuổi thì việc trở thành một thành viên của câu lạc bộ kịch đã làm đời sống tinh thần của ông thêm thú vị. Ông Vang vui vẻ. Khi tập các tiểu phẩm hài kịch được tiếp xúc với các bạn hội viên trẻ, được cười, được đùa, dường như tôi trẻ ra nhiều tuổi. Cảm ơn ban chấp hành hội đã cho chúng tôi một sân chơi ý nghĩa. Theo kế hoạch, vở kịch đầu tiên mang tên Hội là mái nhà chung sẽ được các thành viên trong câu lạc bộ kịch thanh xuân trình diễn trong hội nghị kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật. Thành Nguyễn tin hoạt động của Hội người mù huyện Đông Anh thực hiện công tác năm 2020. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Hội người mù huyện Đông Anh tổ chức cho 36 hội viên và thân nhân trong câu lạc bộ hội viên trẻ đi trải nghiệm thực tế và tắm khoáng nóng tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trong chuyến đi, đoàn đã được trải nghiệm thực tế và sắm sửa mua bán tại chợ phiên rạch xã Đông Bắc, cùng những người dân bản xứ vùng cao về tới khu nghỉ dưỡng, đoàn cùng nhau liên hoan thân mật, đầm ấm, giao lưu văn nghệ sôi nổi, hào hứng. Song song hoạt động hội còn tổ chức tắm nước khoáng nóng với nhiều trò chơi vui nhộn, đầy tiếng cười như thi hụp lặn, bịt mắt bắt dê dưới nước. Kết thúc chuyến đi, nhiều nụ cười, chiếc vỗ vai và ảnh chụp lưu niệm đã đến với hội viên của hội. Đây là hoạt động bổ ích ý nghĩa, phù hợp với các bạn kiếm thị trẻ, đồng thời tạo môi trường tìm hiểu, giao lưu kết bạn, thắt chặt đoàn kết giữa hội viên với hội viên và gia đình. Và cuối cùng là phần tin hoạt động của Hội Người Mù huyện Hoài Đức. Bài phản ánh về hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2020 ở Hoài Đức sáng 24 tháng 12 năm 2020, Hội Người mù Hoài Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động hội năm 2020 để ra phương hướng nhiệm vụ và triển khai một số kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị của ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Bá Vinh, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức cùng với thường trực hội các ông bà trong ban chấp hành chi hội trưởng và các hội viên tiêu biểu. Thay mặt ban chấp hành, bà Vương Thị Phương, Phó Chủ tịch hội, trình bày báo cáo vắn tắt những hoạt động của hội trong năm qua. Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn bởi dịch Covid-19 rồi lũ lụt. Tuy nhiên, hội vẫn triển khai được những hoạt động nằm trong kế hoạch cũng như những hoạt động phát sinh, cụ thể như tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Các hoạt động chăm sóc đời sống cho trẻ em mù, hội viên, mở lớp học dạy chữ Braille, lớp tập huấn nâng cao kỹ năng vận động gây quỹ, đưa hội viên đi trải nghiệm thực tế ở cửa lò Nghệ An. Tham dự các chương trình do hội thành phố, cụm thi đua tổ chức. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác làm tiền đề xây dựng, phương hướng hoạt động cho năm 2021. Thay mặt ban tổ chức, bà Trần Thị Thanh Ngà, cán bộ hội, trình bày kế hoạch cuộc thi viết Người khiếm thị thủ đô thực hiện lời dạy của bác tàn nhưng không phế do hội người mù thành phố tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt Xuân Bính Thân 1956. Tiếp đó, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch hội, đã phát động cuộc vận động hai vượt 4 rèn 5 phấn đấu. Thông qua cuộc vận động này, Ban Thường trực rất mong các hội viên cùng cố gắng đóng góp sức lực để xây dựng huyện hội phát triển vững mạnh. Cũng tại hội nghị, ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội, nhất trí với bản báo cáo tổng kết của hội và đánh giá cao kết quả hoạt động của huyện hội trong năm 2020 đồng thời ông cũng đề nghị toàn thể cán bộ hội viên cần tập trung cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động vừa mang tính cấp thiết lại vừa toàn diện là tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập với cộng đồng do trung ương hội người mù việt nam phát động từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ cán bộ với hội viên hội viên với hội viên để cùng xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng là hoạt động thường niên, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm qua, đã có 3 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của huyện hội. Hy vọng rằng với những cố gắng nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên năm 2020, huyện hội Hoài Đức sẽ được hội người mù thành phố Hà Nội và các cấp, cấp tặng nhiều giấy khen. Tiếp đó, sáng ngày 25 tháng 12, 2020, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu, sự tài trợ kinh phí của tổ chức Jeff. Hội Người Mù phối hợp với Hội Người Khuyết Tật, huyện Hoài Đức, tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em gái khuyết tật, đến dự và là báo cáo viên cho hội nghị có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa giới Việt phụ nữ Việt Nam, ông Lê Danh Luân, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hoài Đức, ông Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch Hội người khuyết tật Hoài Đức, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Hội người mù huyện, cùng gần 80 hội viên tiêu biểu của hai hội trong toàn huyện. Tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hiền và ông Lê Danh Luân hai báo cáo viên đã rất nhiệt tình cùng nhau chia sẻ những kiến thức tình huống thú vị sinh động dở khóc dở cười của nhiều cặp vợ chồng nhiều gia đình khiến cho hội viên hết sức tập trung chăm chú lắng nghe mạnh dạn bộc lộ chia sẻ quan điểm thông qua hội nghị tập huấn ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa này sẽ giúp những người khuyết tật có thêm hiểu biết và tiến gần hơn với xã hội hiện đại bình đẳng người viết lệ quyên